ấy thì tớ nói thật một câu này này, có đụng độ với ai thì đụng độ, tránh xa tớ ra, tránh xa tớ ra, bởi vì cậu chưa bao giờ là đối thủ của tớ cả. Nói thẳng với lại lại thượng tá Jun là như thế, cậu chưa bao giờ là đối thủ của tớ cả. Đấy. Tớ có thể tự hào nói trước cộng đồng mạng một cái, một khi đấu nhau về trí tuệ, thượng tá Jun thua tớ tới già. Bé bước ra là anh lụm bé mình bỏ túi, anh nhai bé luôn xương không bỏ vỏ. Cả trình của bé anh nhai bé luôn xương không bỏ vỏ. Thánh soi vậy thì phải xanh xanh khói dình mò lên canh me canh chua, người ta không, người viên hải canh me canh chua là bình Mẹ thường. Ôi tôi nói thì chúng nó nói tôi không cần nghe, nhưng tôi nói chúng nó phải nghe. Ê, bắn chạy như là à, riêng xin lỗi cái câu chuyện mà bị thằng chửi đá nó lưu loa, là chửi đá nó lưu loa ra là mày đi qua liên hệ trai gái bất chính, mày hủ hóa, mày không được lên trước, mày bị kỷ luật, mày về hưu non. Mẹ giật mình thon thót ú ớ, cơn mê thon thót giật mình, trong giấc thơ ngây tiếng súng dồn tựa sấm. Sẽ có tật thì giật mình nó mới phản ứng như thế chứ, đúng không? Tao đoán thế, không cho tao đoán à? Không có tật thì làm sao mà giật mình? Bởi cái trình tư duy nó quá non kém đi thì nó mới phản ứng một cách vô cùng gọi là bản năng như thế chứ. Đây là cái loại phản ứng có điều kiện khi bị tác động vật lý vào cơ thể, đúng không? Đấy. giật mình đây nó có nhiều kiểu, nhưng mà tay này thấy giật mình nhiều lắm. Tay này hình như là đôi khi em cũng không biết là giật mình do sự việc xảy ra hay là giật mình là do hồi nhỏ mẹ chăm không kỹ rồi bỏ nằm một mình rồi nó giật mình thành thói luôn, rồi lớn rồi cứ nó đôi lúc cũng có việc gì mà nó cứ giật thoát người lên. Ô thế bằng tinh phết đấy nhỉ, tớ vừa mới đọc mấy cái câu thơ kia. Ú ớ cơn mê thon thót giật mình, trong giấc thơ ngây tiếng súng dồn tựa sấm. Lúc đấy vắng mẹ nên còn ai che chở bảo bọc đâu, nó giật mình thon thót từ trong cơn mơ. Bây giờ may là Gà. nó mới chỉ cho có chỗ có mẹ mà chui vào cái cánh của nó đấy. Gà vô cánh mẹ rồi, cái cánh mẹ bị hôi nách nữa rồi, tiêu luôn nguyên bầy hủy hết luôn. Bởi vì bước ra ngoài sẽ có bốn con sói nó nhe răng ra, nó mà hăm he nó sẽ ăn nhai luôn xương không bỏ vỏ. Ngoài kia có bốn ông chằn ghê quá. Thôi tiên sư không biết sao con gà, chẳng biết cái con gà loại gà gì mà nó ấp nó nở ra con giun, tôi chưa thấy bao giờ. Đây là một con gà mẹ tổng hợp, gà này gọi là gà tiến vua nản thiệt, là có nhiều thằng nó ngán à, chưa thấy bẩn nào bẩn như thế này mà ngu nào như thế này à, làm xấu hổ hết loài người, đúng xã hội chuyện gì cũng có thể xảy ra.